Liên quan đến tình hình sản xuất, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành sáng nay đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm thúc đẩy lưu thông tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Tại điểm cầu tỉnh Sóc Trăng, dự hội nghị có ông Lâm Hoàng Nghiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ngành trong tỉnh. Tại cuộc họp, các bộ ngành đã đánh giá tình hình lưu thông tiêu thụ xuất khẩu nông thủy sản, nhất là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực sang thị trường Trung Quốc 8 tháng đầu năm 2021. Theo đó, ước số liệu xuất khẩu 8 tháng của năm đạt 17,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,5% so với cùng kỳ, chiếm 8,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nhìn chung, 7 trên 9 mặt hàng thuộc nhóm nông thủy sản đều ghi nhận sự tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm. Xét về tốc độ tăng trưởng, cao su là mặt hàng tăng trưởng mạnh nhất, với mức tăng lên tới 23,3% về số lượng. Tiếp đến là hạt tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn và hạt điều. Hai mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm nông sản là thủy sản và rau quả cũng tăng lần lượt là 7,1% và 11,8% so với cùng kỳ. Ngược lại, xuất khẩu gạo giảm 6,8% về giá trị và giảm 14,8% về sản lượng. Về thị trường xuất khẩu, trọng điểm đứng đầu vẫn là thị trường khu vực châu Á với ba thị trường tiêu thụ lớn nhất là Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc chiếm 56,7% thị phần với tổng kim ngạch đạt 8,9 đô la Mỹ. Đối với nông sản, thủy sản, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, bình quân chiếm 28% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ ngành và các địa phương cũng đã làm rõ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong bối cảnh dịch COVID-19 nói chung và khó khăn khi qua các cửa khẩu biên giới giáp Trung Quốc nói riêng. Qua đó, trao đổi cung cấp thông tin về các quy định mới nhất tại thị trường Trung Quốc để các địa phương doanh nghiệp có định hướng trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp. Từ đó, đề xuất giải pháp khắc phục khó khăn, thúc đẩy lưu thông tiêu thụ xuất khẩu theo hướng bền vững trong thời gian tới.